Nếu mà mỗi chúng ta dù có rất nhiều tiền, rất nhiều xe hơi, rất nhiều nhà mà không có sức khỏe thì đều vô nghĩa cả. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, được ban tổ chức giới thiệu lên để phát biểu với cái cương vị là người đã dùng cái sản phẩm này. Thế thì tôi đã dùng cái sản phẩm này để tính cho đến hôm nay là đã được hơn 2 năm rồi. Anh chị, hơn 2 năm. Thế và những lời phát biểu ở đây ấy, thì vừa nãy đồng chí anh Hạnh Lý Xe, nguyên là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên là chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, rồi nguyên là giám đốc sở giáo dục đào tạo, các phát biểu đã nói hết những cái phần mà tôi suy nghĩ rồi, những cái phần mà tôi đã cảm nhận rồi. Đấy, thế thì đây tôi chỉ nói thêm một số những cái ý nhỏ như này thôi. Thì tôi về hưu, sau khi về hưu được một thời gian rất ngắn thì thấy là sức khỏe, cho nên là sức khỏe nó không được đảm bảo lắm, cho nên là tôi quyết định là dùng cái máy này để phục vụ cho cái nâng cao sức khỏe của bản thân và của cả gia đình. Thế thì sau khi dùng ý, thì tôi thấy là sức khỏe được cải thiện một cách là rất rõ nét. Trước đây thì tôi thấy là có lúc tôi lên cầu thang là không đi được, đi phải bị. Thế nhưng mà sau khi dùng cái sản phẩm này thì bây giờ tôi đi lên cầu thang đến tầng 3 thì đi xuống không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Thế cho nên là tôi thấy là dùng cái này là cái rất tốt để phục vụ cho cái nhu cầu sức khỏe. Bí thư Thành ủy Hà Giang, thế và như ý kiến của anh em đã có ý kiến đấy, nếu mà mỗi chúng ta dù có rất nhiều tiền, rất nhiều xe hơi, rất nhiều nhà mà không có sức khỏe thì đều vô nghĩa cả. Thế thì tôi xin có một số ý kiến như vậy. Nếu mà về phía công ty đấy, thì chúng tôi cũng có một cái kiến nghị như thế này. Bởi vì máy móc, kể cả con người, ở thời gian nó sẽ làm cho con người yếu đi. Nếu mà máy móc có những lúc nó trục trặc đi, đó. Thế thì chúng tôi cũng mong về phía doanh nghiệp thì có cái định kỳ cần phải bảo dưỡng hoặc là hướng dẫn cho chúng tôi cái cách bảo dưỡng để sử dụng được cái máy nó lâu dài hơn, nó tốt hơn. Đấy thì một lần nữa thay mặt cho một lần nữa là với cái người đã dùng sản phẩm để giúp cho doanh nghiệp làm ăn ngày càng phát triển, thế và để phục vụ tốt hơn cái nhu cầu sức khỏe của đồng bào và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang nói riêng và của tỉnh Hà Giang nói chung. Xin trân trọng cảm ơn.